mang về, khách mang về ha. Xin chào tất cả các anh chị cô chú nha, đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay dẫn cái nhà đi ăn bánh xèo. Quán bánh xèo này thì mình cũng có giới thiệu cho cả nhà rồi, đó là đối diện địa chỉ là 191.930 Vĩnh Lộc nè, ấp 4 xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh nha cả nhà. Thì hôm nay ghé lại giới thiệu cho cả nhà cũng như là cập nhật cho cả nhà. Nếu cả nhà đi ngang qua đây thì ghé ủng hộ anh chị nha. Ôi đây, bánh xèo đây, anh dạng không? Bữa nay là có anh chồng hả? Chồng chị hả? Chồng. Dạ, chồng chị ra bán. Chồng phụ đây. Dạ. Hôm nay rảnh mới ra phụ đây. À, hôm nay rảnh mới ra phụ hả? Ôi, bánh xèo nè. Bánh xèo miền Trung á nha. Đây là bánh xèo... Bánh xèo Quảng Ngãi phải không ta? Bánh xèo Quảng Ngãi nha cả nhà. Đây là bánh xèo Quảng Ngãi. Cuộc sống Sài Gòn TV là Quảng Ngãi mà. Chị bán bánh xèo ra thì còn có là bò lá lốt nè, ốc vịt lộn nữa nha cả nhà. Đặc biệt là nghe có mấy chi nhánh lận. Chi nhánh ở địa chỉ số mấy Nguyễn Anh Thủ anh? Em thì cũng không nhớ cái địa chỉ nhưng mà cái này cũng mới mở thôi. À. Mà chắc cũng được 2 tháng. 2 tháng hả? Hôm bữa lâu lắm rồi em quay chị nè. Em quay rồi có người comment nói là địa chỉ có còn mấy chi nhánh nữa. Khách tới ngồi đựng bút nha cả nhà. Ồ, đây, bánh xèo đây, hấp dẫn không? Bánh xèo miền Trung nha cả nhà, nó khác với bánh xèo miền Tây. Ồ, đây là bánh xèo Quảng Ngãi, miền Trung Quảng Ngãi. Một cái này là 5.000 phải không anh? 5.000 Ồ, một cái 5.000 nè. Còn bánh xèo miền Tây của mình á là to hơn, bự hơn. Và nó nhưng nhiều hơn á thì nhiều lúc là có chỗ là bán 20.000, 30.000 đó nha cả nhà. Chú tới ủng hộ này mình đứng chỗ này á cái nhà là khói á, cái khói nó vô nó tấp vô. Anh chị bán là từ mấy giờ tới mấy giờ ha? Cập nhật 3 giờ đến 10 giờ anh ơi. Ừ, từ 3 giờ nha cái nhà, từ 3 giờ chiều đến 10 giờ là từ thứ hai cho đến chủ nhật nha cái nhà. Đây là bánh xèo Quảng Ngãi. Anh lấy mấy cái à? 10 cái. 10 cái. Cho 10 cái đem về nha. Lấy ra 5 cái luôn đi. Đây, bánh xèo nè. Bò lá lốt vịt lộn nè cả nhà thấy không? Bữa nay thứ ba. Bữa nay ta thêm 2 người phụ nữa. Có bữa là thấy mình chị hả? Hôm nay cuối tuần nó đông hôm nay. À, nay cuối tuần đông hả? Ôi, mỗi ngày mút mình đứng chỗ này mình quay cái nhà khói quá. Đây là qua bên này mình quay. Chị là người Nghệ An nhưng mà bán bánh Quảng Ngãi. Ôi hấp dẫn không? Nhìn cái nhà nhìn thấy không? Ngay ngút luôn. Hôm nay tiễn đầu bếp Nam. Chồng của chị ra bán nha. Đó, còn đây bò lá lốt nè. Bò lá lốt ai tới là bán bò lá lốt nè, trứng vịt lộn nè, 5.000 một cái.
bị tấp nập. Ồ, thấy lửa không các bạn? Thấy lửa là ngàn nút. Ở đây là đường Vĩnh Lộc nè cả nhà. Đây là đường Vĩnh Lộc. Cô thường ăn bánh xèo của anh chị không cô? Ăn, dạ. Hai ba lần rồi hả cô? Dạ. Dạ bánh xèo miền Trung Quảng Ngãi thì ngon. Dạ. À cô là người miền Tây hả? Dạ. Còn miền Tây của mình là cái bánh nó bự á cô hả? Dạ. Dạ. Đó, cô khách nè, cô khách là người miền Tây nhưng mà thích ăn bánh xèo miền Trung nha cả nhà. Miền Trung Quảng Ngãi. Dạ. Nhìn hấp dẫn không cả nhà, quá hấp dẫn. Mình đứng phía bên kia, góc bên kia thì khói á, nó to quá. Nên là mình đứng phía bên này nha, quay lại cảnh cho cả nhà. Dạ. Nó con bồ đó. Dạ, không ăn kiến gì không thấy rõ cô. Về có cuộc sống Sài Gòn TV là thấy cô hả? Chắc cô chú nè, đứng tới có bàn luôn nha, mà đàng hoàng sạch sẽ. Tới là thưởng thức thôi, bò lá lốt hay là vịt lộn. À, bò lá lốt là khi tới là bữa nướng nha cả nhà. Bánh xèo thì thường làm trước. Cô 10 cái nè. Nhìn chắc anh chị là nhỏ tuổi hơn em rồi. Anh hôm nay nhiêu tuổi rồi? 30 rồi. Ơi 30 thì nhỏ hơn mà nhiều. Nhỏ hơn mình tôi mấy tuổi, đâu 6 tuổi là 6 tuổi lần. À. Con trẻ à. Hai vợ chồng trẻ. Được mấy cháu rồi? Được hai cháu đó hả chị? Ừ. Đây nè, khách hàng về là bỏ vô bịch này nè cả nhà. Rau. À, tự đi hay bỏ đó. Bánh xèo miền Trung đây, đối diện địa chỉ 1930 Vĩnh Lộc nha cả nhà. Ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Hôm nay cuộc sống Sài Gòn TV ghé lại xe bánh xèo của chị nha. Giới thiệu cho cả nhà. Ồ, bên đây bán khẩu trang nhiều không cả nhà? Hiện tại là tình hình dịch bệnh á, nên là cả nhà ra ngoài đường cũng chú ý là đeo khẩu trang nha. Như mình đeo tới mấy lớp khẩu trang á. Giờ chị ra nè.
6, 7 cái nha cả nhà. Liên tục 7 cái. Bánh xèo miền Trung. Bánh xèo miền Trung Quảng Ngãi. Nó đủ có độ giòn nữa cả nhà. Và cái bánh mình nó giòn á, mình cuốn như một cái bánh xèo miền Trung nè. Còn anh một cái miếng bánh xèo miền Trung này nha, thì mình cuốn lại, mình cuốn chung hai cuốn, khách thì cuốn một cuốn thôi.